chào các bà con trở lại với chương trình của Thế Giới Máy chúng tôi. Và video hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu tới quý bà con và test thực tế bộ chỉnh sửa xe Jedi Oshima có công suất 1 ngựa. Đây là bộ chỉnh sửa xe Jedi có công suất 1 ngựa với đầu chỉnh có model Oshima OS 35ST, đầu có công suất 1 ngựa, lưu lượng nước 20-25 lít trên phút và áp lực phun là 40-50 kg trên cm. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua về đầu chỉnh để quý bà con cùng xem. Đây là phía trước của phần đầu chỉnh gồm một bộ chỉnh áp với một van chỉnh áp, một bộ nén khí và một đồng hồ đo áp lực giúp bà con có thể dễ dàng quan sát cái áp lực phun của nước, áp lực của nước trong thời gian chúng ta sử dụng. Phía trước là đường ống dây hút, đường ống dây hồi và đường ống xả. Với đầu chỉnh Oshima này thì có 3 đường van xả, một van lớn bằng inox và hai van hai bên là hai van đường kính 8.5 với khóa van đi vào đồng. Đầu được thiết kế được đúc rất là dày chắc chắn. Các con ốc đều được làm bằng inox 100%, đảm bảo chống rỉ, chịu sự oxy hóa của thời gian rất là ok và được lắp ráp trên bộ khung chân ghê có bánh xe, tay cầm nhẹ nhàng cho các bà con di chuyển đến vị trí làm việc một cách nhẹ nhàng đơn giản nhất. Và hệ thống truyền tải là motor điện sử dụng điện một pha, điện 220V gia đình của chúng ta thường dùng, vì vậy rất là dễ dàng cho các bà con sử dụng. Với motor điện có công suất 1.5 kW và hai ngựa được làm với 100% ruột ở đồng, bảo hành 18 tháng và nếu có lỗi ở nhà sản xuất sẽ đổi mới một đổi một cho các bà con trong vòng 12 tháng. Motor thì được đúc liền với hộp trụ điện bằng hợp kim nhôm rất là dài chắc chắn, chịu sự tản nhiệt cao và chống rò rỉ nước, rò rỉ điện cũng giống như là an toàn điện và tiết kiệm điện tối đa cho bà con. Vì vậy các bà con hãy yên tâm để lựa chọn sản phẩm về sử dụng cho gia đình mình. Và bây giờ mình sẽ tiến hành cắt nguồn điện và test máy thực tế cho các bà con xem. Đây là mình đã hoàn thiện các phụ kiện và bây giờ mình sẽ tiến hành mình cấp nguồn điện và cấp nước để test máy, kiểm tra công suất của máy thực tế cho bà con xem. Đó đấy, máy đã hoạt động và mình sẽ mở vắt nước, sau đó thì mình tiến hành mở van xả nhé bà con. Sau khi máy lại hoạt động cấp nước cho máy thì mình sẽ mở van xả, mở van xả đấy. Sau khi mình cấp nguồn cho máy hoạt động thì bà con chỉ cần mở van xả ra đấy và bật van chỉnh áp để chỉnh áp lực của nước. Bà con quan sát đồng hồ để xem nhịp phun của nước, thì mình quan sát đồng hồ xem áp lực lên bao nhiêu. Rất là mạnh nhé bà con. Đây. Đây là đầu Oshima 1 ngựa nhé bà con. Đấy, cũng thì rất là ok, rất mạnh, quá đỉnh luôn. Bà con coi, phun tới 10m, 8m đến 10m đó bà con. Đấy, mới chế độ phun thẳng này thì nó phun ra 8m, 10m, hơn 10m luôn, rất mạnh. Và mình chuyển sang chế độ phun xương xem nó xương nó mịn đến đâu. Đấy, xương này bà con rất mạnh nhá, phun rất mạnh mà hạt xương rất mịn, bà con nghe tiếng phà không? Đấy, quá chuẩn luôn. Phun xương, xương rất là rộng mà rất là mạnh, rất là mịn. Đấy, cái này mà tới rau tới cái kiểu thì quá đẹp luôn, chụp suốt. Và như vậy là mình vừa test máy thực tế cho các bà con xem bộ chỉnh sửa xe Jedi. Các bà con có nhu cầu muốn sử dụng máy với cuộc sống công việc của gia đình mình hiện tại, hãy liên hệ ngay với cửa hàng Thế Giới Máy của chúng tôi.
qua số điện thoại nằm ở dưới góc video của màn hình hoặc đến tại cửa hàng để được chúng tôi tư vấn chi tiết hơn. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bà con.